Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô, người được mệnh danh là bán dòng Fadin chạy nhất Việt Nam. Vâng, nói đùa vậy thôi, em cũng chuyên bán Fadin nhưng mà kết hợp là em chuyên bán dòng xe cũ. Vũ Duy Ô Tô ở đâu xe làng nhằng, xe khu khoằm đều có Vũ Duy Ô Tô. Vâng, hôm nay thì em muốn giới thiệu review cho các bác một chiếc xe vừa được nhập về cửa hàng. Con này thì đã ra biển rồi nhá. Biển đếm xem là 82005. Vâng. 802-05. Vâng, một chiếc xe vừa mới được về cửa hàng của Vũ Duy Ô Tô, chưa kịp dán biển, biển vẫn còn vất ở đằng sau xe đấy các bác nhé. Một chiếc xe màu xanh nước biển rất là đẹp. Vâng, đây là một dòng xe cực kỳ hiếm có. Vì tại sao? Vì thưa quý vị các bạn, màu này rất là độc. Cái thứ hai là đây là một chiếc xe bản cao cấp nhất. Vâng, bản cao cấp nhất của dòng Fadin các bác ạ. Các bác về chỉ có việc như bên em ấy, thì giá ra biển của chiếc xe này đã là chỉ có việc đi rồi, lăn bánh hết rồi. Đăng ký đăng kiểm đầy đủ, bảo hiểm đầy đủ cho các bác nhá. Về các bác chỉ có việc đi thôi. Vũ Duy Ô Tô thực sự đợt này thì em cũng hơi khó khăn về việc lấy xe một chút. Tuy nhiên là những ai mà đợi được Vũ Duy Ô Tô mà đã đặt cọc rồi đấy, thì em sẽ cố gắng làm sao mà lấy nhanh nhất cho các bác có thể. Một chiếc Fadin bản bay màu bản full cao cấp màu xanh đang có mặt trước mặt quý em Vũ Duy Ô Tô và quý vị các bạn. Thì con này thì cũng đã gần một tháng nay mới lấy được cái màu này, nhưng mà hôm nay tự dưng xô một phát lấy ba con luôn các bác nhá. Fadin bản full lấy ba con luôn, Fadin bản full. Vâng, màu xanh rất là đẹp. Đây là một chiếc xe bản full, nó được tích hợp thêm một số công nghệ so với bản Plus. Vâng, đó là những cái gì? Đây các bác này, cảm biến lùi này, cảm biến lùi an toàn. Đấy. Thời tiết này đang mưa nhá các bác nhá. Đang mưa mà em Vũ Duy Ô Tô đang quay review cho các bác, nên là các bác cũng thực sự là ủng hộ. Nếu bác nào ủng hộ thì mời các bác là hãy ấn cho em một nút like. Hoặc là bác nào chưa xem thì các bác có thể đăng ký kênh, để mà bên Vũ Duy Ô Tô có xe em sẽ đẩy về sớm nhất cho các bác. Vâng, nói thật chứ em thì cứ hứa 2-3 tuần, như nhiều lúc các bác chỉ cần 2 ngày các bác đã có xe rồi. Đây các bác này, camera lùi. Đấy, camera lùi tích hợp này. Rồi chiếc xe bản full thì hơn được cái gì? Hơn được led giải các bác ạ. Led giải này. Đấy, giải led ở đằng sau. Đấy, các bác muốn xem không ạ? Vâng, muốn xem. Muốn xem em sẽ bật đèn lên cho các bác. Vâng, đây, em sẽ bật đèn lên cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn led giải của nó này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Led giải, đấy. Nhưng bản Plus và bản tiêu chuẩn bay thì sẽ không có những cái led này, mà chỉ là đèn bóng như thế này thôi. Còn bản full thì nó sẽ sử dụng led giải. Đấy là điểm phân biệt của bản Plus nâng cao. Tiếp theo, bản Plus nâng cao thì em có thể để ý thấy rằng là nó có thêm một số cái tích chức năng. Ví dụ như đèn đây ạ, đèn định vị thì con này sử dụng đèn định vị là led nhá các bác nhá. Đèn led này. Đây là đèn định vị bằng led. Đấy, không phải là đèn định vị bằng bóng tròn. Đấy, bằng led. Đấy, công nghệ mới các bác nhá. Vâng, một chiếc xe Fadin rất là được ưu ái với động cơ 1.4. Ba bản của chiếc xe thì như nhau các bác ạ, đều sử dụng động cơ máy xăng 1.4. Còn lại về chất của xe thì nó chỉ thêm mết một chút đây thôi. Còn la răng thì sao? La răng như nhau. Đây là la răng 15 inch các bác nhá. La răng 15 inch thì bản Plus và bản full thì sẽ sử dụng la răng 15 inch. Vành la răng rất là độc và lạ luôn. Logo VinFast này các bác này. Và tất cả bản nhá, thì nhiều bác cứ nói bảo là bốn cái bản full kịch thì là nó có bốn phanh đĩa, nhưng mà đâu các bác ơi, full kịch nó chỉ có hai phanh đĩa đằng trước và phanh tang trống đằng sau thôi các bác nhá. Vâng, tang trống đằng sau. Xe thì nói chung là về chất của xe thì cái dòng này nó được cái là cao gầm máy thoáng. Vâng, nó thoáng gầm hơn các cái dòng xe bình thường khác, thế nên là khoảng sáng gầm của nó là 150 phân nhá các bác nhá, nên là cái việc leo là này, rồi việc đi vào những chỗ gồ ghề ấy, rất là an tâm luôn. Đặc biệt là cỗ máy 1.4. Em muốn giới thiệu cho các bác cái cỗ máy 1.4 của chiếc xe này. Quý vị các bạn có thể nhìn. Vâng, các bác có bảo đây là chiếc xe của Việt Nam không? Vâng, nhiều bác bảo Việt Nam, nhưng nói thật các bác, như toàn đồ nhập khẩu thôi. Vâng, toàn đồ nhập khẩu trên chiếc xe này, được tích hợp trên chiếc xe này thôi các bác nhá. Vâng, em lúc đầu thì cũng bán tính bán nghi, nhưng mà về sau nhìn ra thì các bác có thể để ý hộ em này. Logo gì đây ạ? GM. Một hãng lớn sản xuất động cơ điện, động cơ của ô tô ấy ạ. Vâng, GM nhá bác nhá. Nghĩa là đây là máy của GM rồi. Thế thì các bác yên tâm luôn. Vâng, động cơ GM thì quá là đỉnh rồi. Đấy, động cơ 1.4. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc này 5,8 lít trung bình.
Và đặc biệt là cái dòng này máy nó rất là bền. Đấy, máy số bền bỉ luôn, vô đối luôn. Và dòng này máy rất sạch các bác nhá. Tất cả đồ phụ kiện từ cái ắc quy này, rồi các cái này đều là nhập khẩu hết các bác ạ. Toàn bộ phụ tùng của xe đều là nhập khẩu. Còn khung sườn này, tôn vỏ này là những cái như thế này này các bác ơi. Những cái như thế này thì là sản xuất tại Việt Nam thôi. Đây, ví dụ kể cả những cái cabo này cũng thế ạ, sản xuất tại Việt Nam. Chứ còn bên công ty VinFast thì thực sự là lắp ráp, tỉ lệ lắp ráp thôi ạ. Chứ còn đồ của người ta đều là đồ nhập khẩu hết. Thế nên là về chất thì những cái dòng này thì các bác không cần phải để ý nhiều luôn. Vâng, những dòng xe VinFast lúc đầu thì em tưởng là bình thường, về sau thì chứng tỏ nó cũng hơn hẳn những cái dòng xe Hàn Quốc các bác nhá. Hơn hẳn luôn. Hơn hẳn về độ đầm chắc của dòng này, nó lại ngồi nó lại cao hơn một chút. Lái rất dễ dàng và đặc biệt là khối động cơ của chiếc xe thì là 1.4, nên là rất là khỏe, mô men xoắn lớn, khả năng bứt tốc tốt. Đấy. Và đây là một chiếc xe mới tinh, vừa mới về cửa hàng. Đây các bác này. Đấy. Tất cả ghế da này, ghế da cao cấp thì ba bản như nhau các bác nhá, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà cái bản này thì sao? Bản này thưa các bác là nó đặc biệt, nó là cái là nó có đến 6 túi khí. Túi khí ở đâu mà nhiều thế ạ? Vâng, bản cao cấp có 6 túi khí. Đây là các bác này. Một túi nhá. Hai túi này. Đấy, ngay bên ghế là túi thứ ba. Ghế này, đây này. Đấy, túi này, túi khí này. Ở trong ghế nhá các bác nhá. Hai cái ghế này là 4 túi này. Và cột ở cột B. Cột B. Đấy, là 6 túi nhá các bác nhá. Vâng, 6 túi khí, bản full kịch có 6 túi khí các bác ạ. Thế còn màn bản Plus và bản nâng cao thì nó có màn hình 7 inch tích hợp, màn hình BG3G. Đấy các bác nhìn này, đây là cái màn hình tích hợp nhá. Em sẽ mở chìa khóa cho các bác để các bác cùng xem cái màn hình này. Khóa của nó là khóa chìa thôi, không có khóa thông minh. Còn bác nào mà thích thì các bác có thể là mua về và các bác độ lên. Đấy, màn lên rồi đấy ạ. Vâng. Camera lùi tích hợp. Đấy, cần số tự động, ba bản đều là số tự động nhá. Nhưng bản full kịch này thì nó có điều hòa auto các bác. Các bác chỉ cần ấn vào đây cái là điều hòa auto luôn. Đấy, điều hòa auto. Còn đâu là các chức năng thì như nhau hết, không có cái gì thay đổi cả các bác ạ. Đấy, nội thất ghế khoảng này đằng sau thì cũng rộng rãi vô đối luôn. Biển số em đang để kia. Đấy. Đấy, trần này, đấy trần nguyên bản của nó ấy nhá các bác nhá. Đấy, xe vừa mới về từ showroom về luôn. Đây các bác nhìn này, lốp này, la răng 15 inch, lốp dày, lốp 185, 55, vành 15, la răng đúc thể thao, dày dặn chắc chắn. Cua lốp thì đẹp, cua lốp này, đấy, cua lốp sơn sần là xanh nhá. Và đây, em mở cốp đằng sau cho các bác này. Cốp đây, đấy, hàng khuyến mại của công ty có cái gì? Chỉ có cái này thôi các bác này, chỉ có cái tấm sàn chân này thôi. Đấy, bộ sàn chân, còn đâu là không có cái gì hơn. Vâng, chỉ vậy thôi. Lốp sơ cua ở dưới các bác nhá. Lốp sơ cua, đồ nghề kích lốp các thứ thì nó ở dưới đây. Đấy, đầy đủ đồ nghề luôn, không thiếu một cái gì. Một chiếc xe bản full. Vâng, bác nào chưa biết bản full thì đấy, xe bản full đấy ạ. Con này thì nói thật, hôm trước nhà em mà có một bác khách, bác ấy đặt bản Plus xanh. Đấy là em cũng phụ thuộc nhiều về cái vấn đề rút ra xe, nhưng mà hơi chậm một chút thôi. Bác ấy giả cọc. Vâng, em giả ngay, càng mừng. Thế là em giả cọc xong thì độc quá, vừa mới giả cọc hôm qua các bác ạ. Giả cọc hôm kia, giả cọc hôm kia thì hôm nay đã có xe. Đấy, các bác bảo thế. Nói chung là đấy. Và thực sự là em cũng không nghĩ rằng là em lấy được con này ngày hôm nay. Đây các bác nhìn này, biển số đây nhá, 15A82205. Đấy. Xe rất là xịn sò. Giờ là em sẽ về cửa hàng và em sẽ đi đóng biển, sau đó đăng ký đăng kiểm con này luôn. Đăng kiểm này, đây các bác nhìn gầm này, dòng này gầm nó rất là sáng luôn. Đấy, khoảng sáng gầm rất là cao. Khả năng vượt những cái chỗ địa hình gồ ghề rất tốt. Vâng. Đấy, và đặc biệt là cái dòng này nó có giá nóc rất là dày dặn chắc chắn. Đấy. Giá nóc rất là chắc chắn luôn. Nội thất, đây các bác nhìn này, số khung số máy đầy đủ đấy nhá. Đấy, 7681 này. Đấy. Xe vừa về xong, bác nào yêu alo ngay, nhanh tay kẻo mà mất hình. À, gương kính cụp xe điều chỉnh điện. Nhiều bác ấy cứ bảo là cái bản full nó sẽ hơn được cái này tự động, nhưng mà thưa các bác đều phải gạt đây nhá, đều gạt đây. Còn đâu là các bác đi ra ngoài thì các bác có thể là độ thêm. Ví dụ làm sao các bác có thể độ thêm cái phần đấy tự động theo điều khóa hoặc là gương gạt này, kính điện này. Cái dòng này mới này là đồ nghề của nó rất là tươi.
kính điện các thứ rất nhẹ nhàng. Đấy. Đặc biệt là cái dòng VinFast ấy ạ, thì thưa các bác là nó có một cái màn hình trên này, nó cảnh báo luôn về cái đeo dây an toàn, cũng rất là tiện lợi luôn. Đấy, khi mà mình không đeo dây an nó sẽ báo. Thế còn em sẽ để nổ chiếc xe cho các bác xem nhá. Đấy, nó chỉ hơn nhau được có thế thôi. Đấy, thưa nào đè cái nào. Đấy, đè lên rất nhẹ nhàng luôn. Con này thì nó có phanh ABS an toàn này, có hệ thống hỗ trợ cân bằng điện tử này, có hệ thống khởi hành ngang dốc. Vừa nãy chị Hương ở Quảng Ninh chị gọi cho em, chị bảo là thế nếu mà chị đang đi dốc mà chị dừng lại một chút sau đó chị lên thì nó giật giật. Vì cái đấy là tua mình thấp quá thì lúc mà mình đi đó thì cái xe hầu xe lạ cũng giật, nhưng mà xe này nó giật ít và như thế là mô men nó rất là lớn chứ nó không mượt ngay, vì là cái này là sử dụng hộp số vô cấp chứ không phải là sử dụng hộp số đã có cấp. Nếu mà sử dụng hộp số có cấp như 5 cấp hoặc là 4 cấp ấy, thì là nó sẽ để chế độ số vào thì là bao giờ nó cũng sẽ rất là mềm. Nhưng mà mình vô cấp thì là ngay cái giai đoạn đầu thì nó chưa đủ tua thì là cái vòng mô men lớn là nó sẽ hơi tầm một chút. Vâng, thế còn đấy các bác nhìn này, xe mới tinh, logo vẫn còn dán ly lông. Cái này thì cứ để nguyên thôi, bác nào làm chủ thì mời bác về bác bóc, gọi người ta gọi là phá trinh ạ. Vâng, đấy, xe này rất là mượt luôn nhá. Rồi, em đấy, thế còn đây, màn hình này. Đấy, các cái thông số hiển thị đồng hồ và điều hòa auto các bác nhá, hiển thị số auto luôn. Đấy, bây giờ thì em với quý vị các bạn sẽ thử cái cam lùi. À, cam lùi này, lùi phát. Đấy các bác nhá, có cả cái dẫn đường hướng nữa. Em mở hướng ra này. Đấy, các bác nhìn chưa. Đấy, và cái con này rất là hay, cái là nó có cảm biến đằng sau. Đấy, cảm biến đằng sau. Khi mà mình gần, đấy, đấy, các bác nghe thấy chưa. Đấy, nó cảnh báo luôn cho mình. Thế là rất là yên tâm nha các bác nhá. Đấy, rất là yên tâm. Và đặc biệt là chị em phụ nữ mà khi mà đi vào những cái chỗ nhỏ hẹp ấy ạ. Và đây này, gương chiếu hậu à. Đấy, trần nỉ con này sạch sẽ vô đối luôn. Và trần nỉ nó nói chung là cái dòng trần này thì cũng bình thường thôi, không thể bằng những cái dòng xe cao cấp được, nhưng mà thế là ok rồi. Vô lăng trợ lái điện nhá, toàn bộ cái hệ thống của xe VinFast Fadin là trợ lái điện nên là lái rất nhẹ nhàng các bác nhá. Vâng, và mức tiêu thụ nhiên liệu này các thứ là ở đây hết. Menu này em bấm vào menu này nhá. Đấy các bác nhìn chưa. Đấy, nó có mức tỷ lệ phần trăm dầu này, rồi cái mức tiêu thụ trung bình của xe. Đấy, nói chung là các cái chức năng của nó thì hoạt động khá là bình thường và không hề có lỗi gì cả. Đấy, nhạc nhẽo thì đập ầm ầm. Em thử, à mà thôi, test loa thì nói thật các bác là mời các bác đến cửa hàng để test loa. Chứ nhiều lúc bắt bản quyền YouTube ấy, em chỉ hơi cho một tí tiếng vào thôi đã ấy rồi. Gạt mưa sau là các bác à. Đấy, gạt mưa sau đây nhá, cho các bác xem. Đấy, các bác thấy chưa. Đấy, tắt đi này. Đấy là cái công dụng của cái nút đằng này nhá các bác nhá. Nút ở đây, đây là nút bật tắt gạt mưa. Thế còn gạt đằng trước thì gạt tự động. Đấy, và gạt nước rồi, lùi rất là sạch sẽ luôn. Dòng này thì không ý kiến gì rồi. Nói chung về độ chất thì không có ý kiến gì về cái dòng này. Đấy, ta sẽ đi về cửa hàng thôi. À, trước khi mà về cửa hàng thì ta sẽ qua cái chỗ bấm biển đấy ạ. Vâng, vừa review cho các bác, ta lại vừa đi qua cái chỗ cái chỗ khuôn biển. Mua một cái khuôn biển và xong rồi để cho con xe này lên. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng, xe chạy rất là chất luôn nhá. Êm, con này thì êm vô đối luôn. Đấy, và xe vừa về, lăn bánh 38 cây. Đấy, không lỗi lầm. Và những bác nào mà yêu thích dòng xe này thì em mời các bác đến cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô. Vâng, Fadin thì giá của chiếc xe này em bán theo đúng giá tri ân Hải Phòng nhá. Vâng, những chiếc xe giá tri ân Hải Phòng rất là rẻ thôi, chỉ có từ 266,5 triệu. Còn như bản Plus nâng cao này thì của nó là 293 triệu. Thì là khi mà lăn bánh ấy, thì đóng thuế mất hơn 50 triệu cộng với tất cả các chi phí, cộng với cái tiền tỷ lệ lợi nhuận bên em ấy. Thì chiếc xe này em đang bán với cái giá là hơn 400 triệu. Thế nhưng bác nào mà yêu thích thì mời các bác đến xem xe và trải nghiệm. Mà nói thật các bác, như không dích ngay thì con này thì chỉ có mất hình. Đấy, xe vừa về xong nhá các bác nhá. Ai chả đệ em nó gọi rồi. Alo, gì đây? Alo, đang ở phim trường, đang ở phim trường. Ờ, về ngay giờ. Ờ, người ta làm ăn chăm chỉ, đâu có như chú đâu mà. Thôi nhá, ờ, ok.
Đấy các bác ạ. Vâng, đợi nhà em nó hơi lười cái thằng hôm qua mà nó vừa mới chạy cái con ấy đấy. Vâng. Rồi, bây giờ ta sẽ cùng đánh võng ra cái chỗ kia để cùng trải nghiệm nhá. Đấy, đằng trước em là một cái trạm công an giao thông, thế nên là mình cũng biết là lại gọi rồi, khách gọi liên tục. Thì mình cũng sẽ đi lại an toàn, đeo dây cho nó chắc chắn các bác. Đây, đấy, em đeo dây rồi này. Rồi, vâng, và bây giờ thì em sẽ đi chiếc xe này. Đấy, review à thôi, ra chỗ bấm biển thì còn gì cái gì nữa. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhá. Em có chỗ đóng biển siêu rẻ luôn. Bác nào thích đóng biển thì mời các bác đến cửa hàng. Vâng, mua cái độc biển nếu có nó rẻ thôi rồi. Mình về mình đóng cho nó. Ôi trời 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 ơi. Đây em đang rẽ đây. Đấy. Xin chào tạm biệt hẹn gặp lại. Vâng, em chuyên mua đồ ở đây. Ở đây đồ nó rẻ và cô nhân viên phục vụ thì cực kỳ nhiệt tình luôn. Ôi giời ơi. Để xem hôm nay thì em sẽ nói gì khi mà em lại vào mua biển tiếp. Tính mình nó thế, cứ thích làm tự làm thôi các bạn, làm cho nó vui. Đấy. Hello, cho anh một bộ bấm biển. Đóng biển, đóng biển. Rồi, xin chào tạm biệt.